Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí. Ngày 3 tháng 11, AFA tiếng Việt cho hay, ba tổ chức quốc tế kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp báo chí trước kiểm điểm nhân quyền. Theo đó, ba tổ chức nhân quyền gồm Ủy ban bảo vệ ký giả Freedom House và Quỹ nhân quyền Robert K. Kennedy kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí bảo đảm các nhà báo không bị cầm tù hoặc bị sách nhiễu hay không được hoạt động báo chí. Báo cáo chung về tự do báo chí gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được công bố đúng vào ngày 2 tháng 11, ngày quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tòa ác chống lại các nhà báo và trước kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam lần thứ tư tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 5 năm 2024. AFA cho biết, trong báo cáo, ba tổ chức nhân quyền nêu lên tình trạng nhiều nhà báo chết hoặc bị đối xử vô nhân đạo trong khi thi hành án tù. Trong đó, nhà báo Đỗ Công Đương bị chết vì bệnh trong tù cho dù nhiều lần yêu cầu được chữa trị. Và đây là hình nhà báo Đỗ Công Đương, người bị chết trong tù bởi vì từ chối chữa bệnh. Có ít nhất 7 người khác bị đánh đập bởi quản giáo hoặc bị từ chối chữa trị bệnh hiểm nghèo nhà báo Nguyễn Văn Hóa của AFA bị đánh đập nhiều lần, bị biệt giam nhiều lần, bị từ chối chữa trị khối u và không được liên lạc với gia đình. Nhiều nhà báo bị nhận các bản án nặng nề như nhà báo Phạm Chí Dũng 15 năm tù, nhà thơ kiêm nhà báo Trần Đức Thạch bị kết án 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù. Báo cáo cũng đề cập đến trường hợp YouTuber Đường Văn Thái bị bắt cóc khi đang tị nạn ở Thái Lan và đã được văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế. Nhà báo Lê Anh Hùng, blogger của VOA, còn bị giam giữ trong bệnh viện và chữa trị tâm thần bắt buộc trong thời gian hơn 3 năm. Báo cáo nói, việc Việt Nam bắt cóc và đe dọa bắt cóc nhà báo cho thấy chính quyền độc đảng ở Việt Nam không dùng thứ bất đồng đối với những người thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Trong nửa đầu của năm 2023, có ít nhất 20 nhà báo, người hoạt động và người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ, trong khi nhiều nhà báo khác là đối tượng bị quản chế tại gia trong các dịp lễ hay có khách quốc tế viếng thăm Việt Nam. Theo AFA, trong nhiều năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã sử dụng nhiều luật và nghị định như luật an ninh mạng và dự thảo nghị định 72 để kiểm soát và hạn chế thông tin trực tuyến, buộc các công ty như Google, YouTube, Facebook và TikTok gỡ các video, bài viết, tài khoản có nội dung bôi xấu đảng và chính phủ. Và đây là hình bài trên RFA. Ba tổ chức nói những hành động trên của chính phủ Việt Nam vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn như tuyên ngôn nhân quyền phổ quát hay công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như công ước chống tra tấn. Báo cáo chỉ ra rằng sau kỷ điểm kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền lần thứ ba năm 2019, chính phủ Việt Nam chấp nhận nhiều khuyến nghị về tự do báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế lại không thực hiện các khuyến nghị này. Vẫn theo RFA, trong phần khuyến nghị, ba tổ chức kêu gọi Việt Nam chấm dứt sử dụng các biện pháp bạo lực, đánh đập, biệt giam đối với nhà báo và người bảo vệ nhân quyền. Đồng thời đưa những kẻ đàn áp nhà báo và người bảo vệ nhân quyền ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, cần phóng thích các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền, chấm dứt việc bắt cóc, bắt giữ tùy tiện và giam cầm những người thực thi quyền tự do biểu đạt. Bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho các nhà báo cũng như chấm dứt việc giam lỏng hay cấm xuất cảnh đối với họ. Việt Nam cũng được khuyến nghị là cần sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản 117 và 331 của Bộ luật Hình sự để đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp báo chí. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư đang cố vá víu hệ thống Lenin bằng cách hạn chế khu vực tư nhân. Ngày 3 tháng 11, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận ý kiến chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm hạn chế khu vực tư nhân của nhà báo David Hutt, một nhà báo của Cộng hòa Z, có nhiều bài viết về chính trị Việt Nam. Tác giả đề cập đến những vụ bắt giữ một số doanh nhân, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Anh Dũng trong thời gian qua. Đồng thời tác giả cho rằng Chiến dịch chống tham nhũng không phải là quân bài để tổng bí thư trọng triệt hạ đối thủ, mà là cách của Đảng Cộng sản khẳng định lại quyền lực của mình đối với khu vực tư nhân và từ đó kết liễu những thế lực có thể thế chỗ cho sự độc quyền quyền lực của Đảng. Tác giả dẫn lại lịch sử, theo đó sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, Đảng không còn đủ khả năng kiểm soát nền kinh tế theo hướng tập thể hóa và quốc hữu hóa bởi người dân bắt đầu phạm lực và phá vỡ các nguyên tắc của đảng. Tình thế buộc đảng phải chấp nhận đổi mới từ sau năm 1986. Từ đó, khu vực tư nhân được mở rộng, tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế tăng lên, đồng thời xuất hiện giới siêu giàu. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Theo tác giả, đến thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người không tôn sùng tư tưởng cộng sản nhưng tin vào sự độc quyền về quyền lực của đảng cộng sản ông dũng cho rằng thay vì nắm giữ khu vực tư nhân trong tay đảng cộng sản sẽ trở thành cầu nói cho lợi ích của khu vực tư nhân tác giả dẫn kế hoạch của ông dũng theo đó các doanh nhân sẽ phải cần đến đảng để tiếp cận được đất đai có được hợp đồng và giành được những quyết định có lợi từ tòa án cũng như hợp tác được với doanh nghiệp nhà nước và vay vốn từ các ngân hàng nhà nước tất cả những điều đó đã buộc khu vực tư nhân phải khắng khích với đảng cộng sản đổi lại khu vực tư nhân sẽ tưởng tượng cho một số quan chức của đảng những quan chức có mối quan hệ tốt này sẽ leo lên những chức vụ đứng đầu đảng từ đó hình thành mối quan hệ cộng sinh nói cách khác tham nhũng sẽ là phương tiện để hạn chế khu vực tư nhân và trao quyền cho Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tác giả cho hay, quần chúng trở nên phẫn nộ trước tình trạng tham nhũng tràn lan đối với các dịch vụ cơ bản. Hóa ra việc hối lộ đã dẫn đến sự lãng phí khổng lồ tiền công, làm suy yếu chức năng của chính phủ, trong khi khu vực tư nhân bắt đầu yêu cầu các chính sách đi ngược lại với lợi ích của Đảng. Nhiều người cộng sản tận tâm bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích của đảng. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vá víu lại hệ thống Lenin đã rạn nứt dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Tác giả cho rằng khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên chức Tổng Bí thư Đảng vào năm 2012, ông Trọng đã dành sự nghiệp của mình cho tạp chí lý luận của Đảng và là một nhà tư tưởng tận tụy. Ông tìm mọi cách để loại bỏ ông Dũng và phong sát đồng minh của ông Dũng và bắt đầu thanh lọc các quan chức tham nhũng cũng như các doanh nghiệp nhà nước. Tác giả nhận xét, sự thất bại của chính phủ trong đại dịch Covid-19 đã cho ông Trọng cơ hội thanh trừng Bộ Ngoại giao và Bộ độc lập nhất đối với Đảng Cộng sản. Và bây giờ, ông Trọng đang nhắm tới khu vực tư nhân. Nhưng tất cả những điều này không đặc biệt liên quan đến tham nhũng. Tác giả bình luận, đối với ông Trọng, tham nhũng là biểu hiện của khu vực tư nhân có quá nhiều quyền lực so với đảng. Tác giả đặt câu hỏi, liệu đảng có nguy hại cho sự tăng trưởng kinh tế nhiều hơn nữa vì mục đích nắm giữ quyền lực của chính mình hay không? Thường có sự nhầm tưởng rằng đảng Cộng sản vẫn coi mình là phương tiện để tăng trưởng nền kinh tế. Nhưng ông Trọng đã phần nào biến nó thành một chiếc áo tư tưởng, xem nó là một tác nhân lịch sử đang hướng tới một tương lai xã hội chủ nghĩa tác giả dẫn phát biểu của ông Trọng vào năm 2018 rằng tham nhũng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, nhưng sự suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn. Và ông Trọng đã vá víu lại hệ thống Lenin đang rạn nứt dưới thời ông Dũng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng bí thư đang cố vá víu hệ thống Lenin bằng cách hạn chế khu vực tư nhân xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới